mang trong mình phong cách thiết kế tân cổ điển kết hợp với phong cách thiết kế hiện đại, mẫu thiết kế biệt thự với không gian 3 tầng đã mang lại một vẻ đẹp vô cùng lôi cuốn. Những hình khối được gắn kết với nhau liền mạch tạo nên một không gian thiết kế có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, từ việc sử dụng gam màu trắng bao phủ toàn bộ mẫu thiết kế cho đến việc đưa thiết kế hệ mái Nhật tích hợp cho ngôi nhà đã tạo nên một vẻ đẹp đồng nhất xung quanh các góc cạnh của ngôi nhà được bố trí hệ cột giả với thiết kế thông tầng đồng bộ với thiết kế hệ cột trụ vuông tại khu vực hiên sảnh chính và phụ trên đó còn có các đường chỉ kẻ chìm tạo điểm nhấn các đấu cột đắp vẽ thêm hoa văn uốn lượn mềm mại nổi bật bởi những hình khối sắc nét tuy mang phong cách tân cổ điển nhưng các kiến trúc sư cũng sử dụng những chi tiết đắp vẽ vừa đủ tạo nên sự kết hợp hài hòa cho những đường nét kiến trúc để bổ trợ thêm cho vẻ đẹp của ngôi nhà với không gian ban công các tầng vô cùng thông thoáng được tích hợp hệ lam bê tông làm khu vui chơi thưởng trà hay hệ lan ca ban công được thiết kế bằng sắt hoa văn nghệ thuật với lớp sơn tĩnh điện và gam màu nhũ vàng nổi bật. Cũng không thể thiếu đó là hệ thống cửa sổ mở lấy sáng sử dụng chất liệu nhôm kính sinh pha. Riêng về khu vực cửa ra vào sảnh chính và phụ được bố trí hệ cửa gỗ kết hợp với kính tạo nét sang trọng tại những khu vực chính còn được trang trí thêm hệ thống đèn tường và đèn chùm pha lê tinh tế tại hiên sảnh làm nổi bật không gian tuyệt đẹp của ngôi nhà cùng những đường nét thiết kế tinh xảo khi bước vào bên trong, chúng ta sẽ bắt gặp ngay khu vực đại sảnh có diện tích 25m2 với không gian rộng rãi và tạo cảm giác trang trọng. Phía trong chính là khu vực sảnh đón diện tích 16m2 có lối hướng ra sảnh phụ. Tại đây thì đều có các đường giao thông tiến sang phòng tiếp khách diện tích 32m2, đi qua hệ làm gỗ là khu vực bếp 32m2. Các kiến trúc sư cũng không quên bố trí một phòng ngủ diện tích 20 m Đi theo lối cầu thang xoắn lên tầng 2 là khu vực 3 phòng ngủ có diện tích 18,6m2. 26,2 m2 và một phòng ngủ master 45 m2, một phòng sinh hoạt chung 24 m2 và khu vệ sinh chung cùng lối đi ra ban công. Tiếp đó là hướng lên tầng 3, nơi thiết kế một phòng thờ, diện tích 18m2, một kho chiếu đồ 11,8m2, khu vực sân chơi 19m2 và 25m2, cùng với một phòng ngủ dành cho khách 23m2. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng, phong cách tân cổ điển vô cùng sang trọng. Nếu như bạn đang có tâm hay có mong muốn cũng như thiết kế một mẫu bản vẽ riêng cho ngôi nhà của mình thì hãy liên hệ ngay tới hotline 0989 222 620 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất xin chào và hẹn gặp lại